Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Việt Nâu. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì mình xin được giới thiệu mình là Quốc Việt và mình làm các video về thời trang, chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân cho nam giới. Và nếu như các bạn quan tâm đến những chủ đề mình vừa nói ở trên thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nhé. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 10 điều mình muốn các bạn biết để trông thời trang hơn. Điều đầu tiên mình muốn các bạn biết để trông thời trang hơn đó chính là hãy thường xuyên sơ vin. Đối với cá nhân của mình thì mình không cần biết bạn là một người có gu ăn mặc tốt như thế nào, nhưng việc ăn mặc gọn gàng luôn là một yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Các bạn hãy thử nhìn một chiếc áo chưa được sơ vin và một chiếc áo đã được sơ vin rồi, hẳn là các bạn đã thấy sự khác biệt rồi đúng không? Vậy nên là muốn mình trông gọn gàng và chỉnh chu hơn thì hãy thường xuyên sơ vin áo của mình vào nhé. Điều thứ hai mà mình muốn nói là hãy thường xuyên sử dụng các loại phụ kiện. Sử dụng phụ kiện sẽ khiến bộ trang phục của bạn trông độc đáo và riêng biệt hơn. Phụ kiện luôn là những món đồ có chi phí rất là thấp, dễ mua mà lại rất dễ dàng để phối với nhiều loại trang phục khác nhau. Một chiếc đồng hồ đeo tay cũng có thể khiến bạn trông sang trọng và lịch sự hơn, hay một chiếc kính râm cũng đủ khiến độ ngầu của bạn tăng gấp đôi rồi đấy. Điều thứ ba mình muốn các bạn biết đó chính là hãy thường xuyên vệ sinh đôi giày của bạn. Một đôi giày cũ kỹ và không sạch sẽ thì có thể phá nát bất cứ một outfit nào. Nếu như xuất thân của nó không phải là những đôi giày bẩn như của Gucci hay là Saint Laurent thì các bạn hãy nên nhớ là phải thường xuyên vệ sinh đôi giày của mình. Và khi bạn đeo một đôi giày tốt và sạch sẽ rồi thì người ta nhìn vào cũng có thể đánh giá bạn là một người biết cách ăn mặc và tinh tế đấy. Điều thứ tư đó chính là hãy quan tâm đến kiểu tóc của bạn. Nhiều người cứ nghĩ là khi nói về thời trang là chỉ nói về những bộ trang phục thôi, nhưng thực ra kiểu tóc mà bạn để thì cũng góp phần ảnh hưởng đến phong cách cá nhân của bạn. Mỗi kiểu tóc khác nhau thì sẽ phù hợp với từng phong cách và từng bộ trang phục khác nhau. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, nếu như bạn không biết làm gì với bộ tóc của mình thì hãy thường xuyên cắt tỉa và luôn giữ nó ở trạng thái gọn gàng nhất nhá. Điều thứ 5 mình muốn nói với các bạn đó chính là đừng bao giờ nhét cả thế giới vào túi quần của mình. Các bạn có đồng ý với mình một điều là đàn ông chúng ta thường có thói quen là tiện tay nhét đủ thứ vào trong túi quần của mình không? Điều này không chỉ khiến phong cách thời trang của chúng ta giảm đi một cách đáng kể mà còn nhìn chúng ta rất là lôi thôi. Nếu như bạn có quá nhiều đồ phải mang theo thì hãy sử dụng những chiếc ví dài, túi đeo chéo hay thậm chí là cả ba lô, vừa chứa được nhiều đồ mà trông bạn vẫn rất thời trang và phong cách. Điều thứ 6 mình muốn nhắc các bạn đó chính là hãy sử dụng những chiếc quần có độ dài thực sự phù hợp. Khi bạn mặc những chiếc quần quá ngắn hoặc quá dài thì nó không chỉ khiến dáng người của bạn xấu đi mà còn trông gu thời trang của bạn rất là tệ. Vậy nên là hãy cố gắng sắm cho mình những chiếc quần có độ dài thực sự phù hợp, và ít nhất nếu như ống quần của mình quá dài thì hãy sắn nó lên một cách gọn gàng nhé. Điều thứ 7 đó chính là hãy thanh lý những món đồ đã cũ đi. Mình có một lời khuyên cho các bạn là nếu như đã có những món đồ gì cũ hoặc là không bao giờ sử dụng nữa thì hãy đừng luyến tiếc mà vứt bỏ chúng đi. Những món đồ này không chỉ khiến căn phòng của bạn trông bừa bộn mà chật chội hơn, mà mình tin chắc rằng nếu một ngày nào đó bạn không biết gì để mặc thì bạn sẽ diện ngay những món đồ cũ này lên người mình đấy. Và lúc đó thì các bạn biết là trông mình đang như thế nào rồi đúng không? Điều thứ 8 mình muốn nhắn nhủ với các bạn đó chính là đừng bao giờ đi tất thể thao với giày tây. Đây có thể nói là một trong những sai lầm rất kinh điển trong thời trang của đàn ông Việt Nam. Mình chỉ mong các bạn nên nhớ một điều là bất cứ một cái đồ gì được sinh ra, được làm ra trên đời này thì cũng đều có công dụng riêng của nó. Tất thể thao là để dành cho giày thể thao và tất dài thì mới dành cho giày tây. Đừng bao giờ quá tiện và cầu thả như vậy. Cách ăn mặc này sẽ khiến bạn mất rất nhiều điểm trong mắt người đối diện đấy. Điều thứ 9 đó chính là hãy đa dạng màu sắc trong tủ quần áo của bạn. Trước đây thì mình là một người chuyên mặc đồ đen vì mình nghĩ là da mình tối màu vậy nên là chỉ hợp với màu đen thôi, nhưng thực ra thì nó không phải như vậy. Bây giờ thì mình đã mua rất nhiều quần áo có màu sắc khác nhau và mình nhận ra một điều là thực ra thì mình cũng hợp với khá nhiều loại màu đấy chứ. Tin mình đi, hãy thử một lần đa dạng màu sắc trong tủ quần áo của bạn, bạn sẽ phải bất ngờ với chính bản thân của mình đấy. Và điều thứ 10 mình muốn các bạn biết để trông thời trang hơn đó chính là hãy rèn luyện cơ thể và dáng đi của mình. Đến khi bạn mặc được nhiều bộ trang phục và biết nhiều về thời trang rồi thì bạn sẽ nhận ra một điều là cơ thể và dáng đi ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách thời trang của bạn. Hãy chăm chỉ tập luyện thể thao để có một thân hình cân đối, hoặc nếu như bạn là một người lười thể thao thì hãy rèn luyện trong cái dáng đi của mình, ít nhất là cũng phải đi thẳng lưng. Khi bạn đã có một dáng đi tốt rồi thì trông bạn sẽ cao hơn, tự tin hơn và tất nhiên là mặc bất cứ bộ đồ gì thì cũng sẽ đẹp hơn. Vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn 10 điều mình muốn các bạn biết để trông thời trang hơn, và mình tin chắc chắn rằng nếu như các bạn áp dụng 10 điều này vào trong cuộc sống cá nhân của bạn thì dần dần phong cách thời trang của bạn cũng thay đổi và bạn sẽ tự tin hơn. Từ đó thì các bạn sẽ được nhiều người quan tâm hơn và thành công sẽ đến với bạn. Và nếu như mình có nói thiếu sót gì hay các bạn có ý kiến và muốn chia sẻ gì với mình thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Và video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhớ là like và subscribe kênh YouTube cho mình nhé. Tạm biệt.